Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 12 đến 18 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Thông tin ca nhiễm COVID-19 từ 18 giờ ngày 12 tháng 12 đến 18 giờ ngày 13 tháng 12. Tỉnh Hậu Giang ghi nhận 338 ca mắc mới, bao gồm 3 trường hợp về từ ngoài tỉnh: thành phố Hồ Chí Minh 1, thành phố Cần Thơ 2. 69 trường hợp là F1 được cách ly tập trung: huyện Châu Thành 5, huyện Châu Thành 1, huyện Long Mỹ 1, thành phố Ngã Bảy 4, huyện Phụng Hiệp 22, thành phố Vị Thanh 18, huyện Vị Thủy 7. 4 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa tại huyện Phụng Hiệp. 262 trường hợp là ca mắc cộng đồng mới ghi nhận: huyện Châu Thành 38, huyện Châu Thành A 22, huyện Long Mỹ 8, thành phố Ngã Bảy 36, huyện Phụng Hiệp 103, thị xã Long Mỹ 11, thành phố Vị Thanh 31, huyện Vị Thủy 13. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 10.260 ca mắc mới đã được Bộ Y tế công bố, 8.749 ca, trong đó có 1 ca mắc là người về từ Campuchia, 1.148 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh, 2.917 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 5.494 ca mắc cộng đồng và 700 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tình hình điều trị bệnh COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày 384 ca. Tính từ đầu dịch tới thời điểm hiện tại, tỉnh Hậu Giang đã điều trị khỏi 6.739 ca. Tử vong tại tỉnh trong ngày hôm nay có 2 ca. Tính từ dịch từ ngày 8 tháng 7 đến thời điểm hiện tại đã có 35 ca tử vong tại tỉnh. Thông tin 2 ca tử vong như sau: bệnh nhân 1227920, địa chỉ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong vào lúc 19 giờ 25 phút ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân 1358072, địa chỉ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong vào lúc 13 giờ 13 phút ngày 13 tháng 12 năm 2021. Số ca chuyển tuyến điều trị: 3 ca đã tử vong, 1 ca, 2 ca đã điều trị khỏi. Tổng số ca đang được cách ly điều trị: 3.483 ca, trong đó tại bệnh viện phổi tỉnh 52 ca, 28 ca có bệnh nền, 19 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 17 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi, trong đó 25 ca viêm phổi nặng, 12 ca viêm phổi, 2 ca viêm đường hô hấp trên cấp tính. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy 204 ca, 69 ca bệnh nền, 28 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 116 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi, trong đó 5 ca viêm phổi mức độ trung bình, 32 ca viêm phổi nhẹ, 165 ca viêm hô hấp trên cấp tính. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A 210 ca, 19 ca bệnh nền, 51 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 119 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi, trong đó 4 ca viêm phổi và phế quản, 49 ca viêm hô hấp trên cấp tính. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành 234 ca, có 36 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 182 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi, hiện tại sức khỏe ổn định. Tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy cơ sở 2, tại trung đoàn bộ binh 114, có 166 ca, trong đó 12 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 97 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi, hiện tại sức khỏe tất cả đều ổn định. Tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A cơ sở 2, tại khu cách ly bệnh viện Đại học Võ Trường Toản, 90 ca, 19 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 50 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi,
hiện tại sức khỏe ổn định. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp cơ sở 3, tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên 173 ca, 35 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 119 ca đã tiêm vaccine 2 mũi, hiện tại tất cả đều ổn định. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Hậu Giang tại trường cao đẳng cộng đồng 312 ca, 24 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 220 ca tiêm vaccine 2 mũi. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngã 7 cơ sở 2, 603 ca, trong đó 117 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 425 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị cán bộ chiến sĩ bệnh nhân nhiễm COVID-19 Công an tỉnh Hậu Giang 71 ca, 2 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 56 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 3 của huyện Quỳ Thủy có 2 ca. Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Châu Thành A 221 ca. Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường Nguyễn Văn Trỗi thành phố Mỹ Thanh 122 ca. Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường Ngô Hữu Hạnh huyện Châu Thành 75 ca. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành gồm 84 ca. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thành phố Ngã 7 232 ca. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường Mẫu Giáo Thượng Huân Long Mỹ 42 ca. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Đội Cũ huyện Long Mỹ 80 ca. Trong đó 4 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 56 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao Thị xã Long Mỹ 82 ca. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Chi cục thuế huyện Phụng Hiệp 159 ca. Và khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường Mẫu Giáo Cây Dương huyện Phụng Hiệp có 74 ca, 18 ca đã tiêm vaccine 1 mũi, 39 ca đã tiêm vaccine đủ 2 mũi. Trong đó có 8 ca viêm đường hô hấp trên cấp tính, các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Ngoài ra còn 195 ca đang chờ phân tầng điều trị. Tình hình giám sát phòng chống dịch COVID-19. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 13 tháng 12 năm 2021 là 574 người, tăng 113 người so với ngày 12 tháng 12. Đã cách ly tại nhà 5 người, thực hiện khai báo y tế 569 người. Tổng số cách ly tập trung hiện còn 550 người, trong đó có 431 F1, 23 người về từ ngoài tỉnh và 96 trường hợp khác. Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 4.581 người. Số người được tự theo dõi sức khỏe hiện còn 5.091 người. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày là 1.174 mẫu, trong đó test kháng nguyên 45 mẫu, ATPCR 1.129 mẫu. Tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Hậu Giang đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đã hoàn thành tiêm mũi thứ 2 đủ thời gian. Đến cuối ngày 13 tháng 12 năm 2021 đã tiêm được 466 liều. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đến cuối ngày từ 12 tháng 12 đã tiêm được 1.622 liều trên 515.237 người, trên 536.163 người, đạt tỷ lệ 96,10%, trong đó 485.385 người đã tiêm 2 mũi, 29.852 người mới tiêm mũi 1. Độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi tính đến cuối ngày 12 tháng 12 đã tiêm được 140.428 liều, 71.100 người trên 70.423 người, đạt tỷ lệ 100,96%, trong đó 69.328 người đã tiêm 2 mũi, 1.772 người mới tiêm mũi 1. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vaccine đã tiêm là 1.141.516 liều, 586.337 người, trong đó 466 người đã tiêm 3 mũi, 554.713 người đã tiêm đủ 2 mũi,
31.624 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 96,66% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Ngày 13 tháng 12, Cà Mau lại dẫn đầu miền Tây về F0 mới, Cần Thơ thêm 680 ca. Trong ngày 13 tháng 12, tỉnh Cà Mau lại dẫn đầu các tỉnh miền Tây về số F0 mới với 793 người. Kế tiếp là Bến Tre 743 ca, Đồng Tháp 740 ca, Cần Thơ 680 ca. Ngày 13 tháng 12, theo Sở Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Cà Mau, trong ngày tỉnh này ghi nhận 793 ca mắc mới. Đây là số ca nhiễm cao nhất các tỉnh miền Tây trong hôm nay. Cạnh đó, trong ngày tỉnh có thêm 419 ca điều trị khỏi, 2 người tử vong. Đến nay Cà Mau có 72 người tử vong, hiện đang điều trị 8.523 người, trong đó 5.491 ca tại nhà. Tỷ lệ người trên 12 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine là 88,11%. Tỉnh có số ca nhiễm trong ngày cao thứ hai là Bến Tre với 743 người. Trong đó đa phần là ca trong cộng đồng với 741 ca và 2 ca trong khu cách ly, thêm 3 ca tử vong. Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 16.220 ca, trong đó có 7.670 ca được điều trị khỏi, trao diện, 90 ca tử vong. Tỷ lệ tiêm chủng mũi của tỉnh đạt 86,5% dân số, riêng đối tượng từ 12 đến 17 tuổi đạt 98,7% kế hoạch. Sau tỉnh Bến Tre là Đồng Tháp với 740 ca mắc mới trong ngày, giảm 5 ca so với hôm qua, trong đó 319 ca trong cộng đồng, thêm 561 ca điều trị khỏi, 10 ca tử vong. Tổng số ca mắc cộng dồn trên địa bàn tỉnh đến nay là 31.046 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 8.623 ca, trong đó 8.267 ca không triệu chứng nhẹ, 65 ca rất nặng. 22.049 ca đã được điều trị khỏi và 365 ca tử vong. Thành phố Cần Thơ hôm nay có thêm 680 ca mắc mới, 819 ca khỏi bệnh, 13 ca tử vong. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố này đã có 38.258 ca nhiễm, trong đó có 21.043 ca đã điều trị khỏi, 325 ca tử vong. Hiện thành phố đang có 16.214 F không cách ly, điều trị tại nhà, 2.617 ca điều trị tại các cơ sở y tế. Cạnh đó, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi, trên 50 tuổi tiêm vaccine đủ liều đạt lần lượt là 92,4% AV2 87,82%. Hiện thành phố đang tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ 12 đến 17 tuổi. Trong ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 322 ca mắc mới, trong đó có 57 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa, thêm 12 ca tử vong. Tính đến nay, tỉnh đã có 28.898 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 21.898 ca được điều trị khỏi, tỷ lệ 75,7%. Tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 2 của tỉnh đạt 94,2%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 83,3%, mũi 2 đạt 8,26%. Tỉnh Vĩnh Long hôm nay ghi nhận 426 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 290 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 25 ca qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế. Từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 18.577 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 13.745 trường hợp và có 157 ca tử vong. Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 476 ca dương tính, gồm 415 ca cộng đồng, 34 ca trong khu cách ly, 6 ca tại cơ sở y tế và 21 ca là người về từ ngoài tỉnh, thêm 5 ca tử vong. Toàn tỉnh đã ghi nhận 12.463 ca, trong đó có 3.950 trường hợp khỏi bệnh, 77 ca tử vong. Tỉnh An Giang hôm nay phát hiện 300 trường hợp dương tính trong ngày, trong đó có 224 ca cộng đồng, thêm 28 ca tử vong, 2 trường hợp điều trị tại nhà ở thành phố Châu Đốc. Tổng số ca dương tính đến nay là 27.766 trường hợp, đã điều trị khỏi 22.589, 647 ca tử vong. Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 352 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 25.194 ca. Trong đó, tỉnh đã điều trị khỏi 19.232 ca, có 174 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 5.788 ca. Qua thống kê, địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là huyện Trần Đề với 4.915 ca. Tính đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 12, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận thêm 334 ca mắc mới, 138 ca bình phục, 4 ca tử vong. Lũy kế đến nay, tỉnh này đã có 19.922 ca nhiễm, trong đó có 13.595 ca bình phục, 169 ca tử vong, hiện đang điều trị 6.158 ca, 951 ca điều trị tại nhà. Cạnh đó, tỉnh đang tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ 12 đến 17 tuổi, hiện tỷ lệ mũi 2 đạt 45,32%, tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm mũi 2 đạt 87,54%. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong hai ngày 11 và ngày 12 tháng 12, tỉnh này ghi nhận thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong.
nâng tổng số người tử vong lên 34 người. Thống kê từ đầu đợt dịch đến tối ngày 12 tháng 12, tỉnh ghi nhận 9.922 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 6.355 ca, còn đang cách ly điều trị 3.531 ca. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm được 1.141.050 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó 554.713 người đã tiêm đủ 2 mũi và 31.624 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 96.66% tổng dân số từ 12 tuổi trở lên. Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính từ tối ngày 11 tháng 12 đến tối ngày 12 tháng 12, địa phương này ghi nhận 296 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong toàn tỉnh lên 25.284 ca. Trong đó, địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là thành phố Rạch Giá với 6.104 ca. Dạ vâng, cảm ơn bà con đã theo dõi video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các địa bàn khu vực lân cận. Nhà bà con mình chia sẻ như đăng ký kênh Miền Tây Hậu Giang để được tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các khu vực lân cận. Vâng, xin chào, hẹp lại ạ.